Nếu có một nơi trên trái đất mà con người không thuộc về thì đó chính là châu Nam Cực. Không phải vì nó quá xa mà vì nó quá lạnh. Lạnh đến mức mọi khái niệm quen thuộc của sự sống đều trở nên vô nghĩa. Ở nó, nước không chảy mà đứng yên. Gió không thổi bình thường mà rít lên như tiếng kim loại cào vào tai. Thời gian không trôi theo ngày đêm vì có những mùa mặt trời không lặn suốt nhiều tháng. Vậy mà hơn 100 năm trước, khi khoa học còn nghèo nàn, bản đồ còn đầy khoảng trắng, con người đã quyết định đi đến nơi ấy. Không phải để sinh sống, không phải để chiếm đất, mà chỉ để trả lời một câu hỏi rất giản dị: chúng ta có thể đi xa đến đâu? Giả thiết cổ xưa và cũng nghiêm túc nhất về Nam Cực xuất phát từ tư duy triết học Hy Lạp cổ đại. Khi đó con người chưa có khái niệm đo đạc chính xác hành tinh, nhưng lại tin rất mạnh vào sự cân đối và hài hòa của vũ trụ. Với họ, trái đất là một chỉnh thể hợp lý, không có chuyện lệch một bên được. Những triết gia như là Aristotle cho rằng, nếu phương Bắc có nhiều đất liền thì phương Nam bắt buộc cũng phải có một lục địa tương xứng để giữ cân bằng. Sau này, những nhà địa lý khác đã hệ thống hóa ý tưởng đó và đặt tên cho vùng đất giả định này là vùng đất phương Nam để cân bằng với phương Bắc. Điểm đáng nói là họ không hề coi đây là giả thuyết cần kiểm chứng. Trong tư duy thời đó, sự cân đối là một nguyên lý gần như bất di bất dịch. Nếu logic yêu cầu nó tồn tại thì nó phải tồn tại. Thế là suốt hơn 1.000 năm, Nam Cực được biết đến không phải vì ai đã từng nhìn thấy nó, mà vì người ta tin rằng thiếu nó thì trái đất không thể hoàn chỉnh. Khi bước sang thời Trung Cổ và Phục Hưng, các nhà bản đồ học châu Âu bắt đầu vẽ thế giới theo hiểu biết của mình. Nhưng ở phía Nam bản đồ, nơi dữ liệu gần như bằng không, họ buộc phải dùng trí tưởng tượng để lấp vào chỗ trống. Và kết quả là Nam Cực xuất hiện với hình dạng ngày càng hoành tráng. Càng không ai kiểm chứng được, Nam Cực lại càng được vẽ to hơn. Nó trở thành vùng đất của rừng rậm, sông ngòi, động vật lạ và đôi khi là cả con người. Trong trí tưởng tượng châu Âu, Nam Cực từng giống như một châu Á thứ hai, giàu tiềm năng và chưa được khai phá, chứ hoàn toàn không phải là một hoang mạc chết chóc. Rồi đến thế kỷ 18, thế kỷ 19, khi tàu thuyền châu Âu mạnh hơn, con người bắt đầu tiến dần xuống phương Nam. Nhưng càng đi, biển càng dữ, băng càng nhiều và sự sống càng rút lui. Những con tàu săn cá voi, những chuyến hải hành vì khoa học, tất cả đều phải dừng bước trước một bức tường băng lạnh lẽo. Người đầu tiên vượt qua được vòng Nam Cực là thuyền trưởng huyền thoại James Cook vào năm 1773. Nhưng ngay cả ông cũng không nhìn thấy lục địa, chỉ là băng, băng và băng. Cook trở về và kết luận thẳng thừng rằng, nếu có đất liền ở đó thì nó cũng chẳng có giá trị gì với con người. Câu nói ấy gần như đóng sập cánh cửa Nam Cực suốt gần một thế kỷ. Nhưng lịch sử loài người có một đặc điểm rất lạ, càng bị nói là không nên tới thì người ta lại càng muốn tới. Bước sang thế kỷ 20, thế giới thay đổi nhanh chóng, Bắc Cực đã có rất nhiều người chạm tới, những vùng đất chưa biết trên bản đồ ngày càng ít đi, và rồi ánh mắt của những nhà thám hiểm dồn cả xuống một chấm trắng cuối cùng, cực Nam địa lý. Đó là điểm mà mọi kinh tuyến gặp nhau, một nơi không có Đông, Tây, Nam, Bắc, đi hướng nào cũng là hướng Bắc. Một nơi chỉ cần đặt chân tới đó, con người có thể nói rằng tôi đã đứng ở tận cùng trái đất. Chính khoảnh khắc ấy đã tạo ra một cuộc đua khốc liệt lịch sử thám hiểm. Không có khán giả, không có trọng tài, không có vạch xuất phát chung, chỉ có thiên nhiên và sự sống còn. Và hai cái tên đã bước vào lịch sử. Người đầu tiên là Roald Amundsen, một người Na Uy. Trước khi nghĩ đến Nam Cực, Amundsen đã từng nhiều năm sống ở Bắc Cực. Ông không học cái lạnh từ sách vở mà học trực tiếp từ những người Inuit. Ông học cách dùng chó kéo xe thay vì tự kéo, học cách mặc áo lông thú thay vì vải dày, học cách đi chậm, nghỉ đúng lúc và quan trọng nhất, biết bỏ lại những thứ không cần thiết, kể cả khi rất tiếc. Với Amundsen, thiên nhiên không phải là thứ để thách thức bằng ý chí, nó là thứ phải hiểu và thuận theo. Ông không tin vào tinh thần thép, ông tin vào sự chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng của mình. Khi lên đường tới Nam Cực, Amundsen cũng không tuyên bố rầm rộ. Ông âm thầm đổi mục tiêu từ Bắc Cực sang Nam Cực, chuẩn bị lương thực, chôn kho tiếp tế dọc đường, tính toán từng ngày, từng cây số. Mục tiêu của ông rất rõ ràng, đến nơi, cắm cờ và quay về, mà quay về còn phải sống. Ở phía bên kia, có một người khác có tên là Robert Falcon Scott, mang một tinh thần hoàn toàn khác. Scott là sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh, xuất thân từ một đế quốc từng thống trị đại dương. Với ông, thám hiểm không chỉ là khoa học mà còn là danh dự quốc gia. Scott tin rằng con người có thể vượt qua thiên nhiên bằng ý chí và kỷ luật. Ông tin vào sức mạnh của con người hơn là kinh nghiệm của các dân tộc bản địa. Trong đoàn của Scott có ngựa kéo xe, có máy kéo cơ giới, có những trang bị nặng nề nhưng mang tính biểu tượng cao. Ông không đi Nam Cực để mà thắng một cách lặng lẽ. Ông đi để cả thế giới biết rằng nước Anh đã chinh phục được nơi khắc nghiệt nhất hành tinh. Và chính sự khác biệt ấy, ngay từ khi chưa bước lên băng, đã báo trước một kết cục rất khác nhau. Cuối năm 1911, hai đoàn thám hiểm lần lượt xuất phát, không có liên lạc vô tuyến, không cứu hộ và không có phương án B. Một khi đã đi thì không quay trở lại được.
mọi quyết định đều phải tự chịu trách nhiệm bằng mạng sống. Mỗi ngày họ đi trong gió lạnh cắt da, mồ hôi vừa toát ra đã đông cứng trên lông mi. Đêm đến, chỉ cần một sơ suất nhỏ khi dựng lều cũng đủ khiến cả đoàn chết cóng. Amundsen đi đều, chó kéo xe chạy bền bỉ. Khi cần, ông sẵn sàng hy sinh chó để nuôi những con còn lại. Nghe tàn nhẫn, nhưng đó là sinh tồn. Scott thì đi chậm hơn, ngựa không chịu nổi lạnh, máy móc hỏng hóc. Cuối cùng con người phải tự kéo xe trên băng. Mỗi bước đi là một lần cơ thể bị bào mòn. Khoảng cách giữa hai đoàn không chỉ là những km, mà là triết lý về cách chinh phục. Ngày 14 tháng 12 năm 1911, Amundsen và bốn đồng đội đứng trên một mặt phẳng trắng vô hạn. Không có cột mốc, không có cảnh quan, chỉ có la bàn quay loạn và cảm giác rất lạ, đi hướng nào cũng là hướng Bắc. Họ đã tới cực Nam. Amundsen cắm cờ Na Uy, dựng một cái lều nhỏ, để lại một lá thư phòng trường hợp đoàn khác tới sau. Không diễn văn, không ăn mừng, chỉ một dấu chấm nhỏ trong lịch sử, nhưng đủ để thay đổi nó mãi mãi. Và quan trọng nhất, sau đó họ đã trở về an toàn. Hơn một tháng sau thì đoàn của Scott mới tới nơi và ông nhìn thấy lá cờ Na Uy tung bay trong gió. Không ai trong đoàn nói gì, Scott lặng lẽ ghi vào nhật ký rằng giấc mơ đã kết thúc. Nhưng bi kịch thực sự còn nằm ở phía sau. Trên đường về, thời tiết xấu dần, lương thực cạn kiệt, gió bão liên tiếp. Từng người trong đoàn Scott gục xuống vì lạnh và kiệt sức. Cuối cùng ông chết trong lều, chỉ cách kho tiếp tế chưa đầy 20 km. Nhật ký của ông được tìm thấy sau đó, không oán trách, không than vãn, chỉ là những dòng chữ rất người, rất bình thản đến mức đau lòng. Vậy, ai là người đầu tiên tìm ra châu Nam Cực? Thực ra gọi là phát hiện mới đúng, bởi vì Nam Cực vẫn tồn tại ở đó. Nếu nói cho đúng, không ai phát hiện ra châu Nam Cực theo đúng nghĩa. Nhưng Ronald Amundsen là người đầu tiên đặt chân đến Nam Cực địa lý, nơi biểu tượng nhất của lục địa này. Scott không thắng cuộc đua, nhưng câu chuyện của ông khiến cả thế giới nhớ rằng thiên nhiên không quan tâm đến danh dự. Ngày nay châu Nam Cực không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, Na Uy hay là Anh. Đây không phải vì nó quá xa hay quá lạnh, mà vì nhân loại đã chủ động thống nhất để không ai được sở hữu vùng đất này. Cơ sở của sự thống nhất đó là Hiệp ước Nam Cực được ký vào năm 1959 và có hiệu lực 2 năm sau đó, trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang căng thẳng. Các cường quốc lúc ấy đều hiểu rằng nếu Nam Cực bị tranh giành, nó có thể trở thành một mặt trận mới. Vì thế họ đồng ý để Nam Cực chỉ phục vụ hòa bình và khoa học, không quân sự hóa, không thử vũ khí, không biến thành căn cứ chiến lược. Trước hiệp ước, từng có một số quốc gia tuyên bố chủ quyền lên các phần khác nhau của Nam Cực, thậm chí có khu vực trồng lấn. Nhưng hiệp ước không công nhận cũng không bác bỏ những tuyên bố này mà đóng băng toàn bộ vấn đề chủ quyền. Các nước có thể giữ quan điểm trên giấy nhưng không ai được thực thi quyền sở hữu trên thực tế. Ngày nay nhiều quốc gia vẫn có mặt ở Nam Cực thông qua các trạm nghiên cứu khoa học. Họ nghiên cứu khí hậu, băng hà, tầng ozone, lịch sử trái đất nhưng không quản lý lãnh thổ như một quốc gia. Hiệp ước cũng cấm khai thác tài nguyên vì mục đích thương mại, dù Nam Cực được cho là có trữ lượng khoáng sản đáng kể. Nam Cực là vùng đất không thuộc về ai, được coi như tài sản chung của nhân loại, một phòng thí nghiệm khổng lồ dành cho khoa học và hòa bình, điều cực kỳ hiếm hoi trong lịch sử thế giới. Và lịch sử cũng đã gọi tên những người đầu tiên chinh phục được Nam Cực. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.